Lục tự Đại Minh Đà La Ni được biết đến như là tâm chú của Quan Thế Âm Bồ Tát, là căn nguyên của tất cả mật chú. Từ bao đời nay đã có vô số người ca tụng và lưu truyền thần chú này. Vì thế mà rất nhiều người biết đến câu thần chú này. Cho đến nay, chúng ta vẫn thường nghe câu thần chú tráng lệ này. Thế nhưng mà ít ai được biết rằng, quá trình để có được câu thần chú ấy thật không hề dễ dàng chút nào. Đức Phật thuyết trong Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Dương Kinh đã dặn nói cho chúng ta về lai lịch của câu thần chú này. Câu chuyện Lục Tự Đại Minh Đà La Ni. Một thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở nước Xá Vệ thuyết pháp dưới cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. 1250 vị đại tỳ kheo và các chúng đại Bồ Tát đều đến tham gia pháp hội. Lúc ấy, Đức Thế Tôn tuyên thuyết cho đại chúng nghe công đức vô lượng của Lục Tự Đại Minh Đà La Ni. Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này là tâm chú di diệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể mở ra tất cả trí huệ, có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, có thể thành tựu đại thiện căn, có thể cứu khổ cứu nạn, có thể lợi ích mọi chúng sanh hữu tình, có thể chế ngự ma quỷ và chữa lành bệnh tật, có thể khiến cho tất cả chúng sanh thỏa mãn mong ước về y phục thực phẩm tiền tài, mọi ước nguyện đều được như ý. Vì thế công đức lợi ích của nó thật vô lượng vô biên. Thế Tôn, nếu có được Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này, sẽ có thể tương ứng vô lượng thiền định không thể nghĩ bàn, cũng đồng với việc đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Con làm thế nào để có được Lục Tự Đại Minh Đà La Ni ấy? Thế Tôn, vì muốn cầu công đức thù thắng của Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này, con xin bố thí cúng dường vô lượng thất bảo dành cho việc biên chép và truyền bá Lục Tự Đại Minh Đà La Ni. Thế Tôn, nếu như thiếu giấy bút mực, con nguyện dùng máu làm mực, lột da làm giấy, chẻ xương làm bút để viết về công đức vô lượng của thần chú này, tuyệt không bao giờ hối tiếc và ân hận. Thế Tôn, con sẽ trân trọng Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này như là cung kính trân trọng cha mẹ mình vậy. Thiện nam tử à, vào thời quá khứ, ta vì muốn có được Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này, đã trải qua vô số các thế giới, cúng dường vô số Như Lai, thế nhưng mà ta đều không có được nó.
Mãi cho đến một ngày, ta đến trước Đức Phật Bảo Thượng Như Lai, rơi lệ buồn khóc mà thỉnh cầu ông ấy, hy vọng có được Đà La Ni này. Xin đừng quá đau buồn. Ông có thể đến gặp Đức Phật Liên Hoa Thượng Như Lai. Vị Phật đó biết về lục tự Đại Minh Đà La Ni. Cho nên ta cáo từ Đức Phật Bảo Thượng Như Lai, đi đến chỗ Đức Phật Liên Hoa Thượng Như Lai. Lục tự Đại Minh Đà La Ni là căn nguyên của mọi nguyện chú. Nhớ niệm chú ấy thì có thể tiêu trừ mọi tội cấu, mau chứng đạo Bồ Đề. Con đã trải qua vô số các thế giới để cầu pháp, cũng đều không có được. Con đã mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay con đến nơi này, chỉ mong Ngài có thể truyền trao cho con Lục tự Đại Minh Đà La Ni. Thiện nam tử à, ta nhờ vào phước gia hạnh trải qua vô số trăm ngàn vạn ức thế giới trong kiếp quá khứ để đi tìm Chơn Ngôn Đà La Ni này. Cho đến một ngày, ta đến thế giới của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Lúc đó ta đã chấp tay đảnh lễ Ngài, rơi lệ và mong cầu có được Lục tự Đại Minh Đà La Ni này. Thiện nam tử à, ông cần Lục tự Đại Minh Đà La Ni phải không? Thế Tôn, con cần pháp ấy giống như người khát nước mà muốn uống nước vậy. Vì muốn học được Đà La Ni này, con đã đi qua vô số các thế giới, cúng dường vô số các vị Như Lai, thế nhưng mà vẫn không có được Chơn Ngôn này. Xin Thế Tôn hãy cứu lấy cái ngu độn của con, vì kẻ mê mất đường về mà chỉ ra con được đúng, làm bóng mát dưới nắng trời gay gắt như nơi ngã tư đường trồng cây sa la. Tâm con khao khát cầu Đà La Ni ấy, xin Thế Tôn Ngài chỉ dạy giúp con thiện trụ nơi đạo cứu cánh, được mặc vào tấm áo giáp kim cang. Quán tự tại Bồ Tát, ông xem Đức Liên Hoa Thượng Như Lai vì cầu Lục tự Đại Minh Đà La Ni này đã trải qua vô số trăm ngàn vạn ức thế giới. Ông ấy nay đã tới đây cũng là vì cầu Chơn Ngôn này. Ông nên đem Chơn Ngôn Đà La Ni mà trao chuyện cho Ngài ấy. Tôi vì muốn tất cả chúng sanh, khiến họ xa lìa khổ não luân hồi, mau chóng chứng được Phật quả mà thỉnh cầu Ngài. Xin hãy nói cho tôi biết Lục tự Đại Minh Đà La Ni. Oh!
Om Mani Padme Hum. Chính vì thế, thiện nam tử à, ta vào thời quá khứ, ở chỗ Liên Hoa Thượng Như Lai, có được lục tự Đại Minh Đà La Ni chương ngôn này. Gặp được lục tự Đại Minh Đà La Ni chương ngôn thật rất khó. Thần chú ấy như kim cang không thể phá hoại, như nhìn thấy được vô thượng trí, như vô tận trí, như trí huệ thanh tịnh của Như Lai, như được chư Phật Bồ Tát quang lâm quán đảnh, như thâm nhập vào vô thượng giải thoát, xa rời tham sân si khổ não luân hồi, như tam ma địa tam ma bạc đề của thiền định giải thoát, như thâm nhập vào tất cả pháp, và như được tận hưởng niềm vui thú ái lạc hằng thời của hàng thánh chúng vậy. Om Mani Padme Hum.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 me.